Kinh Ư Mật Đặc Giới quyển 2 phẩm 7 phát nguyện. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Hành nghiệp 32 tướng tốt, hạng người nào thì thực hành được? Phật dạy: Này Thiện Nam, người trí thực hành được. Bạch Đức Thế Tôn: Thế nào gọi là người trí? Này Thiện Nam, nếu ai có thể phát nguyện lớn vô thượng gọi là người trí. Bậc Đại Bồ Tát khi phát tâm Bồ Đề rồi thì thân khẩu ý đều làm việc lành, nguyện vì chúng sanh đời sau được phước báo, tất cả đều chung thọ hưởng. Bậc Đại Bồ Tát thường gần gũi chư Phật, thanh văn, duyên giác, thiện hữu, tri thức, vân vân để cúng dường, tu hỏi về đạo pháp sâu xa và phát tâm thọ trì không để quên mất, rồi phát nguyện: Ta nay gần gũi chư Phật, thanh văn, duyên giác và những bạn lành, ta trong nhiều đời chịu nhiều khổ não, nhưng đối với đạo Bồ Đề tâm không thối chuyển, chúng sanh dùng tâm xấu ác đánh mắng mà nhục tôi, tôi nguyện nhờ nhân duyên ấy mà tăng thêm lòng từ bi, không khởi tâm niệm xấu ác. Tôi nguyện sau này sinh ra ở đâu không làm thân nữ, không căn hay căn tôi tớ cho người, hoặc nguyện thân tôi có sức tự tại được người khác hầu cận, không để người khác có ai quyền điều khiển. Nguyện cho thân của tôi đầy đủ các căn, xa lìa bản ác, không sanh trong tất cả nước hung ác hay nơi biên địa mà thường sanh vào nhà cao sang, có sắc đẹp, sức lực hơn hết, báu vật đầy đủ, được tâm niệm tốt, tự tại, khỏe mạnh. Hãy nói điều gì người nghe đều vui vẻ, xa lìa các chướng ngại, không có sao lãng, lìa các nghiệp ác của thân khẩu ý, tự làm nhiều lợi ích cho chúng sanh. Vì lợi ích chúng sanh nên không tham tiếc thân mạng, không vì bản thân mà làm việc ác. Khi làm lợi ích cho chúng sanh không mong trả ơn. Thường thích thọ trì 12 bộ kinh, đã thọ trì rồi đem dạy người khác, phá trừ sự hiểu biết sai lầm và hành động ác của chúng sanh. Mọi việc giữa đời không thể hơn được hơn ta, đã được hơn tất cả người rồi, đã đem dạy bảo người khác khéo điều trị bệnh nạn nơi thân tâm của chúng sanh, thấy người chia rẽ khiến cho hòa hợp, thấy người sợ hãi tìm cách cứu giúp, khi giúp đỡ rồi giảng nói các pháp lành cho người ấy nghe, khi họ nghe thì tâm được ổn định, thấy người đói khát đem cả thân mạng bỏ thí cho họ, khi được ấm no nguyện cho người ấy không khởi tâm tham đắm nhiều điều ác. Lúc ăn thân ta như ăn cỏ cây, tôi thích cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành và người đức độ. Đối với kẻ oán người thân, tôi luôn bình đẳng, thường tu sáu niệm tưởng vô ngã và 12 nhân duyên. Ở nơi không có tam bảo, trần trụi vắng lặng, tu tập đức từ bi. Tất cả chúng sanh nếu thấy thân tôi hoặc nghe hay chạm vào đều xa lìa được phiền não. Bồ Tát biết ngoài Bồ Đề ra không cầu quả gì khác, chỉ cầu làm lợi ích cho chúng sanh. Này Thiện Nam, Bồ Tát có thể lập nguyện như vậy, nên biết người như thế chính là trưởng giả, có của cải và pháp hơn tất cả, là vị cầu pháp vương mà chưa được pháp vương. Này Thiện Nam, Bậc Đại Bồ Tát thường đầy đủ ba điều: một, tâm không ưa thích sách vở ngoài đạo; hai, tâm không ham muốn cảnh vui sanh tử; ba, thường thích cúng dường Phật Pháp Tăng. Hoặc lại có ba điều: một, vì người chịu khổ tâm không hối hận; hai, đầy đủ trí tuệ nhiệm màu vô thượng; ba, đủ các pháp lành không sanh tâm kiêu mạn. Hoặc lại có ba điều: một, việc các chúng sanh chịu khổ nơi địa ngục xem như hưởng cảnh an vui trên cõi trời tam thiền; hai, thấy người khác có lợi không khởi tâm ganh ghét; ba, làm các việc lành không vì ganh sanh tử. Hoặc lại có ba điều: một, thấy người khác thọ khổ xem như mình thọ; hai, tu tập pháp lành là vì chúng sanh; ba, khéo tạo các phương tiện khiến họ xa lìa đau khổ. Hoặc lại có ba điều: một, quán sát cảnh vui nơi sanh tử như rắn độc lớn; hai, ưa ở trong sanh tử là muốn làm lợi cho chúng sanh; ba, quán pháp nhẫn vô sanh có nhiều công đức. Hoặc lại có ba điều: một, xả bỏ thân; hai, xả bỏ mạng sống; ba, xả bỏ tài vật; xả bỏ ba điều ấy là vì chúng sanh. Hoặc lại có ba điều: một, học rộng nghe nhiều không nhàm chán; hai, chịu nhẫn nhịn các điều ác; ba, dạy người khác tu hành nhẫn nhục. Hoặc lại có ba điều: một, tự xem rõ về lỗi mình; hai, khéo che giấu tội lỗi người khác; ba, thức tu thâm từ. Hoặc lại có ba điều: một, chí tâm giữ gìn giới cấm; hai, dùng bốn nhiếp pháp để cùng tâu chúng sanh; ba, lời nói dịu dàng không thô bạo. Hoặc lại có ba điều: một, có thể mở hội thí pháp; hai, có thể mở hội thí tài vật; ba, đem hai loại thí này khuyên chúng sanh thực hành.
Hoặc lại có ba điều. Một, thường dùng pháp đại thừa để bảo chúng sanh. Hai, thường tu các hạnh tinh tấn tăng thượng. Ba, đối với chúng sanh không khởi tâm khi dễ. Hoặc lại có ba điều. Một, mặc dù có nhiều phiền não nhưng có thể chịu đựng được. Hai, biết phiền não có nhiều tội lỗi mà không nhàm chán. Ba, tự mình đầy đủ phiền não và có thể diệt trừ phiền não người khác. Hoặc lại có ba điều. Một, thấy người khác có lợi lạc vui mừng như của mình. Hai, được sự lợi an lạc không tự hưởng riêng. Ba, ở nơi thừa dưới không khởi tưởng cho là đủ. Hoặc lại có ba điều. Một, nghe sự khổ hạnh của các vị Bồ Tát không có sợ hãi. Hai, thấy người đến sinh không nói không có. Ba, không khởi niệm ta hơn tất cả. Này thì nam, nếu Bồ Tát nếu có khả năng quán nhân quán quả thì cũng có khả năng quán nhân quả hay quán quả nhân. Bồ Tát như vậy có thể đoạn trừ nhân quả, có thể chứng đắc nhân quả. Bồ Tát đã có thể đoạn trừ hay chứng đắc được nhân quả thì gọi là pháp quả, đó là vua của các pháp, là sự tự tại của pháp. Này thì nay Bồ Tát có hai hạng: Bồ Tát tại gia, chủ Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia lập nguyện như vậy không có, ngược lại Bồ Tát tại gia lập nguyện như vậy mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên sâu ác ràng buộc. Phẩm tánh Bồ Tát giả danh như Bồ Tát thật nghĩa. Tiền sanh bạch Phật, bạch Thế Tôn, như Ngài đã dạy, Bồ Tát có hai hạng: Bồ Tát giả danh như Bồ Tát đúng nghĩa chân thật. Vậy thế nào là Bồ Tát giả danh? Phật dạy: Này thì nam, chúng sanh nếu đã phát tâm Bồ Đề rồi mà còn thích học pháp thuật của ngoại đạo, dùng kinh điển sách vở của họ để đọc tụng tờ trì, lấy pháp ấy dạy bảo chúng sanh, thì bản thân giết hại kẻ khác, không thích tu tập từ bi, là vô thích trong sanh tử, thường làm các nghiệp hưởng cảnh vui sanh tử, không có niềm tin đối với tam bảo, sanh tâm nghi ngờ, thương tiếc thân mạng, không thể nhẫn nhục, lời nói thô bạo, hối hận buông lung. Đối với tự thân, sanh ý tưởng khi dễ, ta không cần cho đắc vô thượng bồ đề. Đối với phiền não khởi sanh sợ hãi, không siêng năng tu tập để tìm cách phá trừ, thường khởi tâm bỏ sẻn, tham lam ganh ghét, gần gũi bản ác, biến nhát, tâm luôn loạn động, tới chỗ tối tâm, không tin sáu độ, không thích tu tập phước đức, không quán sanh tử, thường thích thọ trì lợi ác của người khác. Đó là Bồ Tát giả danh. Này thì nam, Phật có chúng sanh phát tâm Bồ Đề muốn được chứng đắc quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, nghe nói phải trải qua vô lượng kiếp cực khổ tu đạo sao mới chứng đắc. Nghe như vậy rồi khởi tâm hối tiếc, dù có tu tập mà đạo tâm không chân thật, không có ăn năn hổ thẹn, không có lòng thương người, dâng theo ngoại đạo giết dê té trời, dù có chút ít tâm nhưng không bền chắc, dù theo năm dục tạo mọi điều ác, ý được sắc đẹp tiền tài vật chất mà sanh tâm kiêu mạn, hành động điên đảo không có lợi ích, vì vui cảnh sanh tử mà hành bố thí, vì cảnh vui cõi trời mà giữ gìn giới cấm, muốn được sống lâu mà tu thiền định, đó gọi là Bồ Tát giả danh. Còn Bồ Tát đúng như nghĩa chân thật là có thể nghe hiểu nghĩa lý sâu xa, luôn gần gũi với các bạn lành, thức cúng dường sư trưởng cha mẹ bạn lành, thích nghe 12 bộ kinh của Đức Như Lai, ra sức thọ trì đọc tụng biên chép, suy nghĩ nghĩa lý, vì nhân duyên cầu pháp không tiếc thân mạng, vợ con của cải tâm luôn bền chắc, tôi yêu tất cả mọi loài, nói lời dịu dàng không đợi người hỏi, lời nói chân thật không nói thua ác và nói hai lỗi, đối với thượng thân không khởi tâm khi dễ, tự tay thực hành bố thí không bị ngăn ngại, thường thích tu tập mài gươm trí tuệ, học tập sách vở ngoại đạo là để phá trừ tà kiến, để vượt lên trên tà kiến, kéo dùng phương tiện để đắc phục chúng sanh, ở giữa đám đông không sanh tâm khiếp sợ, tôi dạy cho chúng sanh bồ đề dễ chứng đắc, khiến cho người nghe không khởi tâm lo sợ, chỉ còn tu tập tinh tấn, xem thường phiền não và làm cho phiền não không được lan rộng, tâm không vọng động, thường tu nhẫn nhục và vì quả niết bàn mà tinh tấn giữ giới. Vì chúng sanh nguyện làm người sa bảo, muốn cho chúng sanh được sự an vui yên ổn, hưởng sự sung sướng, vì kẻ khác sẵn sàng chịu mọi khổ cực, tâm không hối hận, thế người tối thất tâm bồ đề thì sanh lòng thương xót, cứ giúp những người đau khổ soi xét con đường sanh tử có nhiều tội lỗi, để đủ sáu pháp ba la mật vô thượng, làm việc đời hơn hết mọi người, lòng tin bền chắc tu tập từ bi, cũng mong có mong cầu phước báo từ bi. Đối với kẻ oán người thân, tôi luôn bình đẳng trong bố thí, không có phân biệt. Bố thí tự thân cũng như vậy, biết được cái tướng vốn là vô thường, nó không tham tiếc thân mạng, dùng bốn phép nhiếp pháp để hướng dẫn chúng sanh, biết rõ thế đế,
nên tùy mỗi chúng sanh mà dạy bảo cho họ. Trong lúc thì các chúng sanh chịu khổ, tâm không sao động, vẫn như núi Tu Di, dù thế chúng sanh phần nhiều tạo nghiệp ác, người tạo nghiệp lành thì ít, tâm quyết không quên, đối với tam bảo không sanh lòng nghi ngờ, thích sự cúng dường, nếu còn nghèo khó thì trước cho người bần cùng, sau mới bố thí phước điền, trước phải vì người nghèo khó, sau mới vì người giàu có, ưa khen ngợi công hạnh của người, mở đường cho họ đến niết bàn, biết được kỹ nghệ muốn dạy cho người khác học, thấy người học tập hơn mình, ta sinh tâm vui mừng, không nghĩ lợi cho mình, chỉ nghĩ lợi cho người toàn thân khẩu ý làm cái việc lành, không phải vì mình mà luôn luôn vì người khác, đó là Bồ Tát đúng với thật nghĩa. Này thì nên Bồ Tát có hai hạng, Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia thực hành theo Bồ Tát thật nghĩa không có, ngược lại Bồ Tát tại gia thực hành theo Bồ Tát thật nghĩa mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên sâu ác ràng buộc. Phẩm chính tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thật nghĩa làm thế nào để tự biết mình là Bồ Tát thật nghĩa? Phật dạy: Này thiện nam, bậc đại Bồ Tát tu hành khổ hạnh, trước tiên mình phải thành tâm. Này thiện nam, như là nhớ thuở xưa lúc thực hành đại Bồ Tát, trước theo ngoại đạo tu pháp khổ hạnh, chỉ tâm thực hành không thối chuyển trong nhiều đời, chỉ lấy tro xoa thân, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, hạt đậu, hạt dẻ, vân vân, nằm trên trong cây, cây, lá, đất đá, lấy nước tiểu trâu làm thuốc trị bệnh, suốt mùa hè dù năm thứ lửa được sưởi, đầu mùa đông giá lạnh thì để lõa thể, hoặc ăn cỏ rễ nhánh lá trái cây đất và gió. Lúc làm cái việc khổ hạnh như thế, cả bản thân mình và người khác đều không có lợi ích. Mặc dù khổ cực như vậy, nhưng tâm không thối chuyển, vượt hơn tất cả khổ hạnh ngoại đạo. Này thì Nam Như Lai thuở xưa dịp bốn việc mà thí xả thân mạng: một, vì diệt trừ các phiền não của chúng sanh; hai, vì muốn chúng sanh được sự an lạc; ba, vì muốn tự trừ bỏ tham đắm của thân; bốn, vì muốn báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bồ Tát nếu đã không tiếc thân mạng thì biết rõ đó là Bồ Tát thật nghĩa. Này thì Nam Như Lai thuở xưa vì cầu chánh pháp mà quét thân làm thành 3.600 ngọn đèn. Bây giờ Như Lai còn nhiều phiền não, thân thật có nhiều, có biết đau khổ. Nhưng vì để độ các chúng sanh nên khuyên bảo tâm giữ vững chí nguyện không được lay động. Trong lúc ấy lại được đầy đủ 3 điều: một, lúc ráo không thối chuyển; hai, được làm Bồ Tát thật nghĩa; ba, được gọi là bậc không thể nghĩ bàn, đó là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Như Lai thuở xưa phải cầu chánh pháp nên trong một kiếp toàn thân phải đau khổ với ngàn một ghẻ, khế có thì đủ tất cả phiền não, thân thật sự biết đau. Nhưng vì muốn độ tất chúng sanh nên khuyên bảo tâm giữ vững chí nguyện không được lay động, đó gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Như Lai thuở xưa vì có một con chim bồ câu mà phải thiết xả thân mạng, nó ấy vẫn còn đầy đủ các phiền não, thân thật biết đau khổ. Nhưng vì muốn độ tha chúng sanh nên khuyên bảo tâm giữ vững chí nguyện không được lay động, đó gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Này thì nên tất cả bản ác và các nghiệp phiền não chính là bạn để trang nghiêm đạo Bồ Tát. Vì sao? Vì tất cả phàm phu không có trí tuệ và tâm không chánh niệm nên cho phiền não là kẻ oán địch. Còn Bồ Tát có trí tuệ đầy đủ nên dùng phiền não làm bạn đạo đối với bạn ác và nghiệp bất thiện cũng như vậy. Này thì nên xử lý phiền não thì hoàn toàn không thọ thân trong cõi sâu ác. Vì thế Bồ Tát dù hiện có nghiệp ác nhưng không phải nghiệp ác của thân khẩu ý tạo ra, mà chỉ là nguyện lực. Vì do thể nguyện ấy mà có thể thọ thân thú dữ. Vì muốn điều phục chúng sanh nên Bồ Tát thọ thân súc sanh, nhưng biết nói tiếng người, biết nói pháp, nói lời chân thật, không nói lời thọ ác, nói những lời có ý nghĩa, thường thương yêu mọi loài, tu tập từ bi, không có vọng động, thì đó là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Này thì Nam Như Lai thuở xưa khi làm thân gấu dù còn nhiều phiền não, nhưng phiền não đối với Như Lai không có lực tự tại. Vì sao? Vì Như Lai đã đủ chánh niệm, thương yêu chúng sanh, ủng hộ chánh pháp, tu hành pháp hạnh. Tùy lúc là thọ các thân trâu, chim, thỏ, rắn, rồng, voi, kim, sĩ, điểu, bồ câu, nai, vượn, dê, gà, chim, trĩ, khổng tước, anh, võ, cốc, giá, vân vân. Lúc Như Lai thọ thân như vậy dù đủ phiền não, nhưng phiền não đối với Như Lai không có lực tự tại. Vì sao? Vì Như Lai đã đủ chánh niệm, thương yêu chúng sanh, ủng hộ chánh pháp, tu hành pháp hạnh.
Này Thiện Nam, thế gian đói khổ Như Lai lập đại nguyện. Do nơi nguyện lực đó mà Như Lai làm thân cá lớn, để các chúng sinh ăn thịt cá, tránh khỏi nạn đói rồi tu đạo chánh niệm, không còn tội lỗi xấu ác. Vào thời bệnh dịch, Như Lai lập nguyện lớn, do sức nguyện ấy mà làm thân cây thuốc. Có người có bệnh thấy nghe hoặc chạm thân cây hay ăn vỏ ngoài máu thịt xương tủy của cây đó, bệnh liền lành hẳn. Này Thiện Nam, bậc đại Bồ Tát thọ khổ như vậy mà tâm không hề thối chuyển, đó là Bồ Tát thật nghĩa. Bồ Tát lúc tu tập 6 ba la mật không bao giờ mong cầu quả của 6 ba la mật, chỉ thấy lợi ích của chúng sanh làm sự nghiệp. Bồ Tát biết tỏ rõ tội lỗi của sanh tử, nhưng muốn ở trong sanh tử là vì sự an vui lợi ích của chúng sanh. Bồ Tát biết rõ sự an vui của giải thoát do đau khổ của sanh tử mà vẫn thích ở trong sanh tử, đó là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Bồ Tát cứu độ chúng sanh không cầu trả ơn, ngược lại nơi nào thọ ơn thì thường nhớ nghĩ để đền đáp. Này thì nên tất cả chúng sanh thường cầu lợi cho mình, chắc là Bồ Tát làm việc luôn cầu lợi cho người, đó là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Bậc đại Bồ Tát dù còn đầy phiền não mà đối với người thân kẻ oán đều xem bình đẳng, làm lợi ích giống nhau, đó là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Này thì nên cái phái ngoại đạo khi hóa độ chúng sanh hoặc dùng lời tội ác đánh đập mắng giết đuổi đi sao mới điều phục, Bồ Tát thì ngược lại, đâu khi hóa độ chúng sanh không dùng lời hung ác giận dữ hay thiêu dệt, chỉ dùng lời dịu dàng chân thật, chúng sanh nghe thấy rất là vui mừng. Ví như hoa sen xanh nở ra gặp đêm có trăng, như hoa sen đỏ nở ra gặp ánh mặt trời. Này thì nên Bồ Tát trong khi bố thí của cải chỉ có ít mà lại nhiều người đến sanh thì không cũng không khởi tâm nhàm chán, đó là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Này thì Nam, Bồ Tát có bốn việc không thể nghĩ bàn. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh gặp phải những người đuôi mù, câm điếc, ngu si, hàng biên địa xấu ác thì tâm vẫn không mỏi mệt nhàm chán, đó là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Một, tài vật quý báu có thể đem bố thí cho người. Hai, dù còn nhiều phiền não mà nhẫn nhịn được các việc ác. Ba, thấy chúng sanh chia rẽ thì làm cho hòa hợp lại. 4. Trước khi họ sắp chết và tới cảnh xấu ác thì thuyết pháp để họ chuyển đổi, đó là 4 việc không thể nghĩ bàn. Đã có 3 việc không thể nghĩ bàn: 1. Trách mắng tất cả phiền não. 2. Sống trong phiền não. 3. Không xả bỏ phiền não. Sống trong phiền não mà không xả bỏ phiền não. 3. Dù còn các phiền não và nghiệp phiền não mà không vọng động, đó là 3 nghiệp không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Đã có 3 việc không thể nghĩ bàn: 1. Là lúc sắp bố thí tâm sanh vui mừng. 2. Bố thí cho người khác tâm không mong cầu phước báo. 3. Sau khi bố thí tâm rất vui mừng, không hối hận, đó là ba việc không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Này thì nên bậc đại Bồ Tát lúc làm như vậy, tự soi xét tâm mình, ta là Bồ Tát giả danh hay Bồ Tát thật nghĩa. Nếu có ai làm được như vậy nên biết đó người đó là Bồ Tát thật nghĩa. Này thì nên Bồ Tát có hai hạng: Bồ Tát tại gia, hai Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia thực hành những việc như vậy không lấy làm có. Ngược lại, Bồ Tát tại gia thực hành như vậy mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên xấu ác ràng buộc. Phẩm 10. Lợi mình và lợi người. Tiểu sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: Thế nào là Bồ Đề? Thế nào là đạo Bồ Đề? Phật dạy: Này Thiện Nam, nếu lìa xa Bồ Đề thì cũng không có đạo Bồ Đề, lìa đạo Bồ Đề thì cũng không có Bồ Đề. Do vậy, đạo của Bồ Đề tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo của Bồ Đề. Bồ Đề và đạo Bồ Đề thù thắng hơn đạo quả tinh văn duyên giác chứng đắc. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: Đạo quả chứng đắc của thanh văn duyên giác tức là Bồ Đề, tức là đạo Bồ Đề. Tại sao Ngài nói nó thù thắng hơn? Phật dạy: Này Thiện Nam, đạo thanh văn duyên giác không rộng lớn, chẳng thể hiểu biết tất cả, cho nên Bồ Đề và đạo Bồ Đề được gọi là thắng. Cũng như với tất cả kinh sách của thế gian thì 12 bộ kinh là trên hết. Vì sao? Vì lời kinh không sai lầm, không điên đảo. Đạo của Nhị Thừa đối với đạo Bồ Đề cũng như vậy. Này Thiện Nam, đạo Bồ Đề tức là học, cũng là quả học, quả của học. Thế nào gọi là học? Thực hành đạo Bồ Đề chưa đầy đủ mà tâm không tối chuyển gọi là học. Thực hành đạo Bồ Đề mà đã được đầy đủ tâm không tối chuyển gọi là quả của học. Chưa được định tự tại trong A Tăng Kỳ kiếp thứ ba gọi là học. Đã được định tự tại trong A Tăng Kỳ kiếp thứ ba gọi là quả của học. A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất chưa thể bố thí tất hết tất cả, chưa bố thí mọi thời gian,
chư bố thí hết tất cả chúng sanh. Ở thân kỳ kiếp thứ hai, dù có bố thí được tất cả, nhưng chưa có thể bố thí trong mọi thời gian, chưa có thể bố thí hết tất cả chúng sanh. Hai điều trên ấy gọi là học. Cho nên thì kỳ kiếp thứ ba có thể bố thí được tất cả trong mọi thời gian và cho tất cả chúng sanh. Ấy gọi là quả của ông. Này Thế Nam, Bồ Tát tu hành bố thí giữ giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Ấy gọi là học. Đến được bờ giác gọi là quả của học. Này Thế Nam, có người bố thí mà không có ba la mật. Có người có ba la mật mà không gọi là bố thí. Có người có ba la mật cũng có bố thí. Có người không ba la mật cũng không bố thí. Này Thế Nam, ba hàng người có bố thí mà không có ba la mật, tức là hàng thanh văn duyên giác, tất cả phàm phu ngoại đạo diệt kiến và hàng Bồ Tát thực hành bố thí trong hai a tăng kỳ kiếp đầu, được ba la mật mà không bố thí, đó là những người trì giới ba la mật. Cho đến bát nhã ba la mật, hàng người cũng có bố thí, cũng có ba la mật, đó là Bồ Tát thực hành bố thí trong a tăng kỳ kiếp thứ ba. Chẳng bố thí, chẳng ba la mật, ấy là hạng thanh văn duyên giác, diệu giới, tu thiền, định, nhẫn nhục, từ bi. Này Thiện Nam, chẳng bố thí, chẳng ba la mật gọi là học, cũng bố thí của ba la mật gọi là quả của học. Này Thiện Nam, hễ là Bồ Tát, tức là tận trí, vô sanh trí, vì sao? Vì hai trí này là do tâm sinh ra tu tập 77 phẩm trợ đạo, ấy gọi là học. Được Bồ Đề rồi, gọi là quả của học. Tự mình điều phục được các căn, rồi điều phục cho chúng sanh gọi là học. Chính mình được giải thoát và khiến chúng sanh được giải thoát gọi là quả của học. Tu tập 10 luật, 4 điều không sợ hãi, đại từ, đại bi, 3 niệm gọi là học. Đầy đủ 18 pháp bất cộng gọi là học quả. Vì lợi ích cho mình và người, vì tạo nghiệp thiện gọi là học. Đã đem lợi ích cho người rồi gọi là quả của học. Học tập pháp thế gian gọi là học. Học tập pháp xuất thế gian gọi là quả của học. Chỉ các chúng sanh không thể tiết thân hình tài vật thì gọi là học. Vì chúng sanh không chút thương tiếc thân của cải và mạng sống gọi là quả của học. Có thể hóa độ chúng sanh, tạo nghiệp làm trời người gọi là học. Tạo nghiệp vô lậu gọi là quả của học. Bởi thế cho chúng sanh tất cả tài vật gọi là học. Thực hành pháp thí gọi là quả của học. Chính mình diệt trừ tham lam sân ghét gọi là học. Diệt trừ tâm tham lam sân ghét của người khác gọi là quả của học. Thọ trì năm căn, tu hành ức niệm gọi là học, giáo hóa người khác, tu tập thành tựu viên mãn gọi là quả của học. Này thì nên Bồ Tát có thiện căn chánh tín để được lợi ích cho mình là đem lợi ích cho người khác. Là lợi ích cho mình không gọi là tự lợi, là lợi ích cho người khác mới gọi là tự lợi. Vì sao? Vì đặc đại bậc đại Bồ Tát luôn làm lợi ích cho người khác, nên đối với thân mạng tại vật không khởi tâm tham thiết, ấy mới gọi là tự lợi. Bồ Tát biết rõ nếu dùng pháp thanh văn duy giác chỉ bảo chúng sanh mà chúng sanh không lãnh thọ, ta dùng cảnh vui nơi cõi trời người mà dạy bảo cho họ gọi là lợi tha, là lợi ích cho người khác, cũng tức là làm lợi ích cho mình. Bồ Tát không thể làm kiêm nhiệm lợi ích cho mình và cho người, chỉ làm lợi ích cho mình thì gọi là đó là Bồ Tát bậc dưới. Vì sao? Vì Bồ Tát như vậy đối với pháp tài sẽ sanh tâm tham đắm nên không thể kiêm nhiệm việc làm lợi ích cho mình và cho người. Bồ Tát mà để người khác chịu khổ não còn mình còn ăn vui thì Bồ Tát như vậy không thể nào làm lợi ích cho người khác. Nếu tự mình không tu hành bố thí giữ giới, học rộng nghe nhiều, dù có dạy bảo người khác thực hành thì đó gọi là lợi tha, chứ không thể gọi là tự lợi. Tự mình có đầy đủ chánh tín năm thiện căn rồi đem dạy bảo người khác, đó mới gọi là Bồ Tát tự lợi mình và lợi người khác. Đây thì nam lợi ích có hai, là đời này và đời sau. Bồ Tát nếu là lợi ích trong đời này không gọi là lợi ích đích thực. Bồ Tát nếu làm lợi ích đời sau thì có thể làm lợi ích cho mình và người. Này thì nam cảnh vui cũng có hai, là cảnh vui thế gian và cảnh vui xuất thế gian. Phước cũng như vậy, Bồ Tát nếu có hai cảnh vui ấy và hai phước ấy để dạy bảo chúng sanh thì gọi là tự lợi và lợi tha. Này thì nam, bởi đại Bồ Tát đầy đủ một pháp, mình và người đều có lợi ích, nghĩa là không buông lung. Và có hai pháp có thể lợi mình và lợi người, đó là học rộng nghe nhiều và suy nghĩ. Và có ba pháp có thể lợi mình và người, là thương yêu chúng sanh và siêng năng tu hành tinh tấn đầy đủ niệm tâm. Và có bốn phép có thể là mình lợi người, là nghĩa là có bốn uy nghi. Và có năm phép có thể làm lợi mình lợi người: một, tín; hai, giữ giới; ba, học rộng nghe nhiều; bốn, bố thí; năm, trí tuệ. Và có sáu phép lợi mình lợi người, đó là sáu niệm. Và có bảy phép có thể lợi mình lợi người, đó là phá trừ bảy kiêu mạn. Này thì nam nữ sa môn và la môn, trưởng giả nam nữ hoặc trong đại chúng các điều lỗi lầm Bồ Tát đã thấy rồi thì trước tùy ý mọi người, sau mới nói pháp khiến được điều phục. Nếu Bồ Tát trước không tùy ý mọi người mà thuyết pháp, ấy gọi là Bồ Tát bậc dưới. Này thì nay Bồ Tát có hai hạng: thức gần gũi bạn lành và không thức gần gũi bạn lành.
Người thích gần gũi bạn lành thì có thể làm lợi ích cho mình và cho người. Người không thích gần gũi bạn lành thì không thể làm lợi ích cho mình và cho người. Này thì nam, thích gần gũi bạn lành là có hai điều là thích cúng dường và không thích cúng dường. Người thích cúng dường thì có thể lợi mình, lợi người. Người không thích thì cúng dường thì không thể lợi mình, lợi người. Thích cúng dường là có hai điều, có thể nghe pháp, không thể nghe pháp. Người chí tâm nghe pháp là có thể làm lợi mình, lợi người. Người không chí tâm nghe pháp thì không thể làm lợi mình, lợi người. Chí tâm nghe pháp là có hai điều, có thể thưa hỏi và không thể thưa hỏi. Người thưa hỏi về nghĩa lý là có thể làm lợi mình, lợi người. Người không thưa hỏi thì không thể làm lợi mình, lợi người. Người thứ hỏi nghĩa lý cũng có hai điều, chí tâm thọ trì và không chí tâm thọ trì. Người chí tâm thọ trì đã có thể làm lợi mình, lợi người. Người không chí tâm thọ trì thì không thể làm lợi mình, lợi người. Người chí tâm thọ trì là có hai điều, suy nghĩ và không suy nghĩ. Người thường suy nghĩ là có thể làm lợi mình, lợi người. Người không suy nghĩ thì không thể làm lợi mình, lợi người. Thường suy nghĩ là cũng có hai hạng, hiểu và không hiểu nghĩa. Người hiểu nghĩa là có thể làm lợi mình, lợi người. Người không hiểu nghĩa thì không thể làm lợi mình, lợi người. Người hiểu nghĩa cũng có hai hạng là sống đúng pháp và sống không đúng pháp. Sống đúng pháp có thể làm lợi mình, lợi người. Sống không đúng pháp không thể làm lợi mình, lợi người. Người sống đúng pháp là có hai hạng, đầy đủ tám trí và không đầy đủ tám trí. Thế nào là tám trí? Đó là trí hiểu biết pháp, trí biết rõ nghĩa lý, trí biết thời gian, trí biết đủ, trí biết mình và người, trí biết quần chúng, trí biết các căn, trí biết trình độ người cao hay thấp. Trí có đầy đủ tám trí như vậy, hệ nói có nói pháp là đầy đủ 16 điều. Một, nói hòa hợp. Hai, nhất tâm nói pháp. Ba, nó có thứ tự. Bốn, nó có hòa hợp. Năm, tùy theo nghĩa mà nói. Sáu, nói một cách vui mừng. Bảy, nói tùy ý. Tám, nói mà không xem thường người nghe. Chín, nói không trách cứ quần chúng. 10. Nói đúng như pháp. 11. Nói lợi mình lợi người. 12. Nói không có đảo lộn. 13. Nói hợp với nghĩa. 14. Nói lời chân chánh. 15. Nói rồi không khởi tâm kiêu mạn. 16. Nói rồi không mong cầu trả ơn. Người được như vậy có thể đến nghe người khác pháp. Trong lúc đến nghe sẽ có đầy đủ 16 điều. Nghe đúng thời, thích nghe, chí tâm nghe, cung kính nghe, nghe mà không tìm lỗi lầm, nghe mà không có bàn luận, nghe không vì để hơn người, lúc nghe không xem thường người nói, lúc nghe không xem thường giáo pháp, lúc nghe không xem thường mình, lúc nghe xa lìa năm triền cái, lúc nghe vì muốn thọ trì độc tụng, lúc nghe vì muốn trừ năm dục, lúc nghe đầy đủ tín tâm, lúc nghe vì muốn điều phục chúng sanh, lúc nghe muốn đoạn trừ nhị căn chạy theo thanh trần. Này thì nếu người nào đầy đủ tám trí thì có thể nói pháp, nghe pháp. Người được như vậy là có thể làm lợi mình, lợi người. Người nào không đầy đủ tám trí thì không được gọi là làm lợi mình, lợi người. Này thì nam, người nói pháp có hai hạng, thanh tịnh và không thanh tịnh. Người không thanh tịnh là có năm điều. Vì lợi ích mà nói, vì muốn có đền ơn mà nói, vì muốn hơn người mà nói, vì muốn được phước báo thế gian mà nói, còn nghi ngờ mà nói. Người thanh tịnh nói pháp là có năm điều: trước cho ăn uống sau mới nói, muốn hưng thịnh của tam bảo mà nói, vì muốn đền trừ phiền não cho mình và người mà nói, vì muốn phân biệt rõ tà và chánh mà nói, vì muốn người nghe được thù thắng mà nói. Này thì nên người không thanh tịnh nói pháp gọi là người có tâm có bẩn, là kẻ bán giáo pháp, là hạng ô nhục, là người lầm lạc và cũng gọi là người đánh mất tâm ý. Người thanh tịnh nói pháp gọi là người trong sạch, là người chân chánh, là người nói đúng sự thật và cũng gọi là người tu theo chánh pháp. Nay thì nam nếu biết đầy đủ 12 bộ kinh, luận thanh minh và luận nhân minh, biết nhân, biết dụ, biết mình, biết người, đó gọi là người nói chân chánh. Người nghe cũng có bốn hạng: một, nghe tóm lược mà hiểu nhiều; hai, tùy sự trình bày mà hiểu; ba, tùy ý căn bản mà hiểu; bốn, hiểu rõ từng chữ từng câu. Đức Như Lai nói pháp là vì ba hạng người trước chứ không phải hạng người thứ tư. Vì sao? Vì hạng người này không phải là pháp khí. Bốn hạng người như thế chia ra làm hai hạng: thuần thục, hạng mới phát sanh. Hạng người thuần thục chỉ trong hiện tại là được điều phục, hạng người mới phát sanh thì trong vị lai mới được điều phục. Này thì nam, thế như rừng cây rậm thường có bốn loại cây: một,
cây dễ chặt và khó lấy ra, hai cây khó chặt dễ lấy ra, ba cây dễ chặt dễ lấy ra, bốn cây khó chặt khó lấy ra. Người tại gia cũng có bốn hạng: một dễ điều phục, hai khó xuất ly. Một dễ điều phục khó xuất ly, hai khó điều phục dễ xuất ly, ba dễ điều phục dễ xuất ly, bốn khó điều phục khó xuất ly. Bốn hạng người như vậy muốn giáo hóa phải có ba điều: quả trách rồi điều phục, dùng lời dịu dàng để điều phục, vừa dùng lời dịu dàng vừa quả trách sau đó mới điều phục. Hoặc cũng có hai hạng: tự mình điều phục không nhờ người khác, tự mình không thể điều phục phải tính nhờ người khác. Hoặc cũng có hai hạng: dùng bố thí để điều phục, dùng lời chú nguyện để điều phục. Pháp điều phục như thế là cũng có hai thời: khi vui mừng, khi đau khổ. Với bốn hạng người ấy, lúc nói pháp cần có hai phương tiện khi biết việc thế gian giúp đỡ công việc cho người. Đại Thiện Nam Bồ Tát, nếu biết hai phương tiện ấy thì có thể làm lợi mình lợi người, nếu không biết thì không thể làm lợi mình lợi người. Này Thiện Nam Bậc Đại Bồ Tát, chỉ muốn lợi ích cho người khác nên trước học sách ngoại đạo, sau mới học 12 bộ kinh. Còn chúng sanh nếu đã nghe 12 bộ kinh nên đối với sách vở ngoại đạo bèn sinh tâm nhàm chán. Bồ Tát luôn vì chúng sanh nói sự tai hại của phiền não và cách giải thoát chúng. Khen đức hạnh của bạn lành, quả trách lỗi lầm của bạn ác, tái thế công đức của người bố thí, chỉ trích tội lỗi của người ích kỷ. Bồ Tát thường ở nơi vắng lặng để tu hành và thường khen ngợi công đức của hạnh vắng lặng, thường tu pháp hành, thường khen ngợi công đức pháp hành. Nếu được như vậy gọi là lợi mình lợi người. Bồ Tát tại gia phải trước tự điều phục, nếu không điều phục thì không thể xuất gia. Bồ Tát tại gia độ được nhiều người, Bồ Tát xuất gia không được như vậy. Vì sao? Vì nếu không có tại gia tức không có người xuất gia trong ba thừa. Người xuất gia trong ba thừa tu tập đạo lý, giữ giới, ngồi thiền, tụng kinh đều do tại gia làm trang nghiêm. Này Thiện Nam, có người tu đạo thì có người làm trang nghiêm cho. Đạo có nghĩa là pháp hành, người trang nghiêm đạo nghĩa là hàng tại gia. Bồ Tát xuất gia vì tại gia mà tu hành đạo nghiệp, người tại gia vì người xuất gia mà tu hành, mà tu pháp hạnh. Người tại gia phần nhiều tu hai pháp, thọ trì và bố thí. Người xuất gia của tu hai pháp, độc tụng và giáo hóa. Này Thiện Nam, Bậc Đại Bồ Tát thì có cả bốn pháp: thọ trì, độc tụng, bố thí, giáo hóa. Được như vậy gọi là lợi mình lợi người. Bồ Tát muốn nói nghĩa lý thâm sâu của pháp giới cho chúng sanh thì trước nên nói pháp thế gian, sau mới nói lý thâm sâu của pháp giới. Vì sao? Vì dạy giáo hóa. Bậc Đại Bồ Tát nên bảo vệ tâm của tất cả chúng sanh, nếu không bảo hộ thì không thể điều phục tất cả chúng sanh. Bồ Tát cũng nên giữ gìn bản thân, nếu không giữ gìn bản thân thì cũng không thể điều phục được chúng sanh. Bồ Tát không vì tham đắm thân mạng và tài sản, nếu phải giữ gìn thân mạng và tài sản cũng vì muốn điều phục chúng sanh. Bậc Đại Bồ Tát trước đó là tự mình diệt trừ sở ác, sau mới dạy bảo người khác diệt trừ sở ác. Nếu không tự mình diệt trừ mà dạy bảo người khác diệt trừ thì không có lý như vậy. Vì thế Bồ Tát trước nên tự mình bố thí chữ giới, biết đủ tinh tấn tu hành sao mới hóa độ mọi người. Bồ Tát nếu không tự mình tu pháp hạnh thì không thể giáo hóa chúng sanh. Này thì Nam, trình độ chúng sanh thường có ba hạng, trình độ Bồ Tát cũng có ba hạng: thượng, trung, hạ. Bồ Tát hạ căn chỉ có thể giáo hóa hạng hạ căn, không thể giáo hóa hạng trung căn và thượng căn. Bồ Tát trung căn có thể giáo hóa hạng hạ căn và hạng trung căn, không thể giáo hóa hạng thượng căn. Bồ Tát thượng căn có thể giáo hóa hết cả ba hạng. Này thì Nam, Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia làm lợi ích lợi mình lợi người không khó, Bồ Tát tại gia làm lợi mình lợi người mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên sâu ác ràng buộc. Phẩm 11 trang nghiêm cho mình và người. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bậc Đại Bồ Tát đầy đủ mấy pháp mới có thể làm lợi mình lợi người? Này thì Nam, Bậc Đại Bồ Tát đầy đủ 8 pháp mới có thể làm lợi mình lợi người. 8 pháp ấy là: một, thân mạng sống lâu; hai, có sắc tướng đẹp đẽ đầy đủ; ba, thân thể đầy sức lực; bốn, dòng họ cao sang; năm, có nhiều của cải quý; sáu, đủ thân nam tử; bảy, lời nói lưu loát; tám, ở giữa chỗ đông người không khiếp sợ; Thiện Nam, Thiện Sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, bao nhiêu như Bồ Tát được có được từ chỗ thân bạn sống lâu cho đến đông người không khiếp sợ,
Phật dạy này thì Nam, bậc Đại Bồ Tát trong nhiều đời tu tâm từ bi không giết hại, trên nhân duyên này mà được sống lâu, cho đến ở chỗ đông người không có sợ hãi. Trong vô lượng kiếp thường bố thí y phục điền đúc, cho nhân duyên này mà được sắc đẹp, ở trong nhiều đời không kiêu mạn, cho nhân duyên này mà được dòng họ cao quý. Ở trong nhiều đời tự thực hành bố thí phẩm vật, cho nhân duyên này mà được thân lực đầy đủ. Ở trong nhiều đời thường thích nói pháp, cho nhân duyên này mà có nhiều của cải quý. Ở trong nhiều đời không thích thân nữ, cho nhân duyên này mà được thân nam tử. Ở trong nhiều đời chí tâm giữ giới, cho nhân duyên này mà nói năng lưu loát. Ở trong nhiều đời cũng nhiều tam bảo, cho nhân duyên này mà ở giữa đám đông không sợ hãi. Tám pháp như vậy có ba nhân duyên: một, tài vật thanh tịnh; hai, tâm thanh tịnh; ba, phước điền thanh tịnh. Sao gọi là tài vật thanh tịnh? Tài vật thanh tịnh là tài vật không do trộm cắp, không bị các bậc thánh ngăn cấm, không phải tài vật của nhiều người chung dùng, không phải tài vật của tam bảo, không phải tài vật đã bố thí cho một người lấy lại cho nhiều người, không phải tài vật của nhiều người lấy cho một người, không phải tài vật do đàn áp người khác, do lừa gạt người khác, do lừa dối người khác mà có. Tài vật như vậy gọi là thanh tịnh. Sao gọi là tâm thanh tịnh? Nghĩa là trong bố thí không bị phước báo, trong cõi sinh tử không bị danh tiếng hơn người, không bị sắc đẹp, sức mạnh, tài vật, không gì muốn, gia đình hân thạnh, bà con đồng vậy, chỉ vì trang nghiêm bồ đề bố thí, chỉ vì muốn điều phục chúng sanh mà bố thí. Đó gọi là tâm thanh tịnh. Sao gọi là phước điền thanh tịnh? Người nhận tài vật bố thí đã xa lìa tám điều là. Đó gọi là phước điền thanh tịnh. Này thì nên như ba chân duyên như vậy mà có đầy đủ tám phép như trên. Này thì Nam, sở dĩ Bồ Tát cần sống lâu là vì muốn chúng sanh khen ngợi việc không giết hại. Sở dĩ Bồ Tát cầu sắc tướng tươi đẹp cao tột, vì muốn chúng sanh khi thấy đều sanh vui mừng. Sở dĩ Bồ Tát cầu dòng họ cao quý, vì muốn chúng sanh khỏi lòng cung kính. Sở dĩ Bồ Tát cầu đầy đủ sức khỏe, vì muốn chúng sanh giữ gìn giới luật, đọc tụng kinh điển, tu tập thiền định. Sở dĩ Bồ Tát cầu nhiều của cải quý, vì muốn điều phục chúng sanh. Sở dĩ Bồ Tát cầu thân nam tử, vì muốn thành pháp khí để đựng pháp thiện. Sở dĩ cầu lời nói lưu loát, vì muốn chúng sanh thọ đúng lời của pháp. Sở dĩ Bồ Tát cầu giữa đám đông không sợ hãi, vì muốn chúng sanh hiểu rõ pháp chân thật. Này thì Nam, Bồ Tát đầy đủ tám pháp như vậy có thể làm lợi ích là mình loại người. Thực hành như vậy gọi là hạnh chân thật. Này thì Nam, bậc Đại Bồ Tát có được tám pháp như vậy khi thọ trì đầy đủ 10 pháp lành, rất thích đem ra giáo hóa cho người. Khi thọ trì đầy đủ giới ưu tắc cũng thích đem ra giáo hóa cho người. Có được sắc đẹp, chứ không bao giờ vì nó mà sinh tâm kiêu mạn. Dù giữa giới thanh tịnh nghe nhiều tinh tấn, sức mạnh, dòng họ cao quý và nhiều cụ quý, rồi không bao giờ bị nó mà sinh tâm kiêu mạn. Không huyễn hoặc, không giới gạt chúng sanh, không phóng túng, tu tập lục hòa. Bồ Tát tu tập đầy đủ các pháp như vậy, dù còn tại gia nhưng không khác với người xuất gia. Bồ Tát như vậy quyết không vì kẻ khác mà tạo nhân duyên ác. Vì sao? Vì họ giữ giới, giữ vững tâm hộ thiện. Này thì Nam, người tại gia giả sử một đời thọ và tắc giới như vậy, về sau nếu là sanh vào nơi không có tam bảo thì quyết cũng không bao giờ tác tạo các nhân duyên ác. Vì sao? Vì đã có hai nhân duyên là trí tuệ và không buông lung. Này thì Nam, ở đời sau nơi sau ác, không làm việc ác thì có bốn nhân duyên: biết rõ tội lỗi của phiền não, không thuận theo các phiền não, chịu được các sự khổ cực, không sinh tâm sợ hãi. Bồ Tát có đầy đủ bốn pháp như vậy sẽ không bị các cảnh khổ và các phiền não khuấy động. Này thì Nam, Bồ Tát không bị lay động nhờ có năm nhân duyên: một, thích tu pháp lành; hai, phân biệt được thiện ác; ba, gần gũi chánh pháp; bốn, thương yêu chúng sanh; năm, tự biết rõ đời trước. Này thì Nam, Bồ Tát đầy đủ tám pháp như thế, nếu nghe mười người ta chê bai khinh khi đều có thể nhẫn nhịn được, nếu nghe người ta khen ngợi ngược lại hổ thẹn, tu trong tu tập hành đạo sinh tâm vui mừng, không sinh tâm kiêu mạn, cố gắng điều phục người khác, thấy người chia rẽ tìm cách hòa hợp, nêu bày việc tốt của người, chỉ tội lỗi của kẻ khác, biết người đã hổ thẹn không nên vạch ra, nghe việc bí mật của người không đem nói cho người khác, không vì việc đời mà lập tà nguyện. Người nào có ít ân nghĩa
với ta vẫn thường suy nghĩ muốn trả thật nhiều. Kẻ nào oán thù ta, ta lại khởi tâm lành. Người thân kẻ oán chịu khổ, thì trước nên cứ giúp người oán. Thấy người bị mắng nhiếc, đem tâm thương xót. Thấy người ăn trộm, yên lặng không cử động. Thấy kẻ đến đánh đập, phát khởi tâm bi, sẽ chúng sanh như là cha mẹ. Thà mất thân mạng, trọn không nói dối. Vì sao? Vì biết được quả báo đối với các phiền não đã sinh tâm oán ghét, đối với thiện pháp muốn được gần gũi, đối với ngoại cảnh mà sinh tâm tham đắm, thì tìm cách quan sát tội lỗi của tham đắm ấy. Tất cả phiền não cũng là như vậy, dù ở chung kẻ ác, chẳng bao giờ ở trong cảnh ấy mà khởi tâm thân thiện. Dù không ở chung với người chân thiện, chẳng bao giờ khởi tâm xa liền ấy. Dù có cúng dường cha mẹ sư trưởng, chẳng bao giờ bị thế mà là điều ác. Lúc không có của cải mà thấy người đến xin, không khởi tâm xấu ác. Dù không gần người hung ác, nhưng trong tâm thường hay thương xót họ. Kẻ đem điều ác cho ta, ta dùng điều lành để đền đáp. Lúc hưởng cảnh vui, không nên coi khinh người khác. Thấy người khác khổ đau, không nên mừng ra mặt. Thân nghiệp thanh tịnh, giữ gìn bốn hoa nghi, để đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh. Ý nghiệp thanh tịnh, tu tập bốn tâm vô lượng, còn đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh. Giả sử mình phải chịu khổ cực để người khác được an vui, cũng vui lòng cam chịu. Sự việc thế gian dù không lợi ích, nhưng vì chúng sanh nó cũng phải học. Đối với mọi người có hiểu biết hơn cũng không kiêu mạn. Những gì mình biết được dạy cho người, với mong muốn việc này đều lưu truyền trong đời, không bị gián đoạn. Đối với bản thân để không bảo làm ác, ưa dùng tám pháp để nói ở trên giáo hóa chúng sanh. Nói về nhân quả không có sai lầm, trong lúc thương yêu nhưng bị xa lìa, tâm không u buồn, nhớ quán vô thường, lúc hưởng an vui tâm không say đắm. Trong đó tất cả đều là khổ đau, đều là vô thường. Này Thiện Nam, Bồ Tát thì đủ tám pháp như vậy thì có thể làm những việc nói trên. Này Thiện Nam, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu tám pháp ấy chẳng phải là khó, ngược lại Bồ Tát tại gia tu tập tám pháp ấy mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên xấu ác ràng buộc, phẩm 12 phước trí trang nghiêm, tiền sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Bồ Tát làm thế nào để có thể trang nghiêm cho mình? Đức Phật dạy, này Thiện Nam, Bồ Tát đầy đủ hai pháp thì có thể trang nghiêm cho mình và cho người. Hai pháp đó là phước đức và trí tuệ. Thiền sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát được hai pháp trang nghiêm ấy? Phật dạy, này Thiện Nam, Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật liền được hai thứ trang nghiêm như vậy: bố thí, dự giới, tinh tấn là phước trang nghiêm, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ là trí trang nghiêm. Họ có sáu pháp gọi là sáu niệm, làm nhân duyên cho hai thứ trang nghiêm, đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là trí trang nghiêm, niệm giới, niệm thí, niệm thiên là phước trang nghiêm. Này Thiện Nam, Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm ấy thì sẽ có lợi ích cho mình và cho người. Có thể vì các chúng sanh chịu khổ trong ba đường ác mà tâm Bồ Tát không u buồn hay hối hận. Nếu vị Bồ Tát đủ cả hai thứ trang nghiêm, sẽ được phương tiện thiện xảo ví diệu, biết rõ pháp thế gian, giả xuất thế gian. Này thì nên phước đức trang nghiêm cũng tức là trí tuệ trang nghiêm. Trí tuệ trang nghiêm cũng tức là phước đức trang nghiêm. Vì sao? Vì người trí tuệ có khả năng tu tập đầy đủ 10 điều thiện, được cả giàu sang và rất tự tại. Được hai điều ấy nó có thể lợi mình lợi người. Người trí học pháp thế gian dễ hơn người hơn mọi người. Do nhân duyên ấy nên được giàu sang và tự tại. Bồ Tát đầy đủ cả hai pháp ấy có thể trong hai đời, cả mình và người đều được lợi ích. Người trí có thể phân biệt pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Pháp thế gian nghĩa là biết tất cả thế luận và tất cả thế định. Pháp xuất thế gian nghĩa là năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Bồ Tát biết được nhân duyên của hai pháp ấy nên trong hai đời đều được lợi ích cả mình và người. Này Thiện Nam, Bồ Tát dù biết cảnh vui thế gian là hư vọng không có thật mà vẫn tạo nhân duyên vui ở đời. Vì sao? Vì muốn các chúng sanh đều được lợi ích. Này Thiện Nam, hai thứ trang nghiêm như vậy có hai nguyên nhân chính: một tâm từ, hai tâm bi. Từ hai nhân ấy, dù có trôi lăn trong biển khổ sanh tử, tâm cũng không hối hận. Lại nữa, Bồ Tát đầy đủ hai pháp có thể trang nghiêm vô thượng bồ đề, không thích sanh tử, quán sát kỹ con đường giải thoát. Như thế cho nên cũng được lợi ích trong cả hai đời. Chỉ biết do đó biết rõ pháp tướng, được đại trí tuệ, khiến cho mình và người giàu có của cải, tăng thêm tuổi thọ.
Nay khi đang bậc đại Bồ Tát đầy đủ hai pháp, khi bố thí tất cả tài vật, không có lo buồn hối hận, gặp nhiều điều ác đều gắng chịu được. Bồ Tát trong lúc bố thí qua hai thứ ruộng, một ruộng phước, hai là bần cùng. Bồ Tát muốn tăng trưởng phước đức nên bố thí cho kẻ nghèo đói, muốn tăng trưởng trí tuệ cho thượng nên bố thí cho hạng phước điền. Muốn đền ơn nên bố thí cho hạng phước điền. Khởi tâm thương xót nên bố thí cho hạng bần cùng. Muốn xả bỏ phiền não nên bố thí cho hạng phước điền. Muốn có công đức nên bố thí cho hạng bần cùng. Muốn tăng trưởng nhân duyên nên bố thí cho hạng phước điền. Muốn xả bỏ các duyên nhân duyên khổ nên bố thí cho hạng bần cùng. Bồ Tát nên bố thí cho người thân vì muốn báo ân, nếu bố thí cho người oán thù vì muốn trừ tâm hung ác. Bậc đại Bồ Tát thấy người ăn xin đến cầu xin nên xem họ như người con một, tùy sức nhiều hay ít mà bố thí cho họ. Làm được như vậy gọi là bố thí ba la mật. Trong lúc bố thí liền tâm bộn xẻn gọi là giữ giới ba la mật, chịu được tất cả những lời trách móc của người đã sinh gọi là nhẫn nhục ba la mật. Phần vật bố thí phải tận tay đưa cho người gọi là tinh tấn ba la mật. Chí tâm chuyên niệm quán pháp giải thoát gọi là thiền định ba la mật. Không chọn lựa kẻ oán người thân gọi là bát nhã ba la mật. Này thì nam, như các chúng sanh lúc ham thích giết hại trong một niệm đầy đủ 12 nhân duyên, Bồ Tát bố thí cũng như vậy, một niệm là đầy đủ sáu pháp như trên, đó gọi là công đức trí huệ trang nghiêm. Hôm nay thì nam bậc đại Bồ Tát tạo nhân duyên cho pháp bất cộng gọi là phước đức trang nghiêm, vì mà chúng sanh đều được ba thứ bồ đề gọi là trí trang nghiêm. Lần nữa này thì nam Bồ Tát nếu có thể được phục chúng sanh gọi là trí trang nghiêm, cùng với chúng sanh chịu các khổ não gọi là phước trang nghiêm. Bồ Tát có thể khiến cho hết chúng sanh xa lìa ác kiến gọi là trí trang nghiêm, có thể dạy bảo chúng sanh đã trú trong chánh tính, dựa vào bố thí nghe nhiều trí tuệ gọi là phước trang nghiêm. Nay thì nam bậc đại Bồ Tát đầy đủ năm pháp tất có khả năng trang nghiêm vô thượng bồ đề. Năm pháp đó là: một tâm tính, hai tâm bi, ba tâm dũng, bốn đọc tụng các bộ luật thế gian không có nhàm chán, năm học các nghề thế gian cũng không nản chí. Này thì nam tử, Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm thì có bảy tướng: một ta biết lỗi lầm, hai không nói lỗi lầm người, ba ưa chăm sóc người bệnh, bốn thích bố thí cho người nghèo, năm được tâm bồ đề, sáu tâm không buông lung, bảy trong mọi thời gian thường chí tâm tu tập sáu pháp ba la mật. Này thì nam lại có bảy tướng: một ta giáo hóa kẻ oán thù, hai lúc hóa độ không chán, ba chủ yếu muốn họ thuần phục giải thoát, bốn đã biết thông suốt nghề nghiệp và ngôn ngữ của thế gian để giáo hóa chúng sanh nhưng tâm không tham đắm, năm có thể nhẫn chịu tất cả điều ác, sáu không bao giờ đói mà kẻ khác không thích, bảy thấy người phá giới và kẻ độc ác tâm không giận hờn, thường hay thương mến. Này thì nên bậc đại Bồ Tát biết rõ bảy tướng ấy thì có thể lợi mình lợi người. Này thì nên Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia thực hành hai pháp trang nghiêm ấy không khó, ngược lại Bồ Tát tại gia thực hành hai pháp trang nghiêm ấy mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên xấu ác ràng buộc,